Dạ em chào anh Tân. Chào em. À, anh Tân ơi, như đã có hẹn trước á, thì hôm nay em đưa Bảo đến đây nhờ anh tư vấn cho bạn ấy một cái kiểu tóc mới đó anh. Rồi anh mời bạn Bảo với mời Diễm Loan vô. Dạ. Okay. Hôm nay anh sẽ tư vấn cho em một cái kiểu tóc để phù hợp với gương mặt của em. Gương mặt của em á, thì anh thấy là cái mặt em nó hơi đầy hai bên đây ha. Thì nên nếu mà em mà để cái kiểu tóc mà nó nằm xuống gì thì nó sẽ không hợp lắm, nó làm cho cái gương mặt em nó sẽ to hơn. Và anh nghĩ là nếu em để tóc dài quá thì nó cũng không hợp, nên để cái phần tóc trên đây cho nó hơi cao lên, cho nó phồng lên, để cho nó tạo cái gương mặt mình nó thon, nó dài ra và nó làm cho nhỏ đi bớt cái phần bầu của cái gương mặt. Anh Tân ơi, như vậy chắc là nhân tiện hôm nay anh Tân sẽ tư vấn luôn cho khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày về những cái kiểu tóc phù hợp với từng kiểu gương mặt khác nhau ạ. Nếu mà một người mà có cái gương mặt mà vuông á, gương mặt vuông nó cũng hơi dài mà nó hơi thô, nó làm cho cái mặt nó hơi có góc cạnh thì làm cho nó hơi cứng đi, thì mình nên để những cái kiểu tóc cho nó hơi mềm mại xíu. Nếu mà tóc thẳng quá thì mình nên uốn nhẹ để tạo độ săn, để cho cái gương mặt nó mềm đi, không nên gãy ngôi giữa, mình có thể để mái vẫn được. Còn gương mặt thứ hai là gương mặt tròn. Thì thường thường cái gương mặt tròn á thì nó hơi bầu, thì gương mặt tròn thì mình anh nghĩ thì không nên để cái mái tóc mà hai bên ngắn, thì hai bên ngắn nó sẽ làm cho cái mặt mình nó tròn hơn, nhìn nó rõ lộ cái nét tròn nhiều hơn. Và với cái gương mặt tròn á thì thứ nhất thì bạn không nên để những cái tóc phủ xuống trán, bạn nên để cái tóc nó hơi cao lên, nhưng mà hai bên đây mình cũng để cho nó hơi dài dài một tí thì để cho nó cân đối với cái gương mặt và làm cho cái gương mặt nó dài ra. Còn với dạng gương mặt mà mọi người vẫn hay nhắc đến á, đó là cái dạng mặt hơi dài dài một chút nhưng mà cái phần cằm lại nhỏ, chúng ta gọi đó là cái gương mặt dạng hình oval anh, thì kiểu tóc nào sẽ phù hợp ạ? Thì cái gương mặt đó thì nói chung là để rất là nhiều cái kiểu rất là hợp với gương mặt đó. Dạ. Có thể để cái tóc ngắn cũng được, để tóc dài cũng được. Và với những cái bạn nam mà có những cái gương mặt góc cạnh, là thường thường thì những cái gương mặt đó thì nhìn vô thì nó sẽ có cái nét sẵn và nhìn nó rất là nam tính. Tùy theo cái cá tính của mọi người, nếu mà mọi người thích cái sự lãng tử này kia thì cũng nên để tóc dài và chải cho nó bồng bềnh. Như vậy thì với gương mặt của Bảo, như anh cũng đã có gợi ý cái kiểu tóc từ trước rồi, thì em nghĩ là ngày hôm nay hy vọng là anh sẽ có thể giúp cho Bảo có một cái kiểu tóc đẹp và nó hợp thời trang, nhưng mà cũng không có quá là cầu kỳ quá. Như vậy mời anh sẽ giúp cho Bảo có một cái kiểu tóc mới cho anh nha. Anh Tân ơi, các bạn thường là hay thắc mắc á, sau khi đã cắt xong nhìn rất là đẹp nhưng mà về nhà các bạn lại không tạo được cái kiểu tóc giống như là anh đã thực hiện cho Bảo ngày hôm nay vậy đó, trông nó không có được đẹp, không được tự nhiên. Như vậy thì anh có gợi ý gì cho các bạn không ạ? Anh chỉ hướng dẫn là mình dùng cái máy sấy, mình sấy theo cái nếp của cái tóc đó thì tự động nó sẽ vô nếp, và bạn nó chỉ cần xài một tí gel lên để cho nó tạo ra những cái sới tóc thì nhìn nó sẽ tự nhiên và nó đẹp hơn. Diễm Loan cũng xin được cảm ơn anh Tân rất là nhiều ngày hôm nay đã tư vấn cho khán giả của chương trình những cái cách để họ có thể chọn cho mình những cái kiểu tóc thật là phù hợp với gương mặt. Và các bạn đừng quên là sau khi chúng ta chọn xong những cái kiểu tóc đó thì còn cần phải có cái quá trình là chúng ta sẽ dưỡng tóc nữa theo như những cách mà anh Tân vừa chia sẻ để tạo được cái kiểu tóc đúng như sau khi đã cắt các bạn nhé.